Nếu như trước đây, mỗi ngày khách sạn này đón trên 1.000 khách du lịch đến nghỉ dưỡng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến đây sụt giảm trên 90%. Mỗi năm, khách sạn phải bù lỗ gần 50 tỷ đồng. Cùng chia sẻ khó khăn với chủ doanh nghiệp, nhân viên trong khách sạn cùng nhau chia ca, cắt giảm ngày làm việc, giảm bớt tiền lương tháng. Việc mà giảm cái chi phí và giờ làm nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái thu nhập cũng như cái đời sống chung của tất cả nhân viên. Tuy nhiên là vì nó là cái tình trạng chung và nó là cái điều mà bất khả kháng, không bất kể doanh nghiệp hay người lao động cũng không ai muốn. Thành ra là thì chúng ta cũng phải cùng nhau cố gắng thôi, mặc dù nó cũng khó khăn, nhưng mà khó khăn nào rồi thì cùng nhau mình chung tay thì nó cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Với cái tình hình mà dịch hiện tại thì cùng chung với cái sự khó khăn của công ty thì tụi em vẫn được, em cũng được may mắn là vẫn làm việc bình thường, và cũng công ty vẫn lo được các cái phúc lợi cho tụi em như là nhà ở rồi nhà ăn một ngày ba bữa ở ký túc xá của công ty đầy đủ. Tụi em vẫn được đóng bảo hiểm, tụi em cũng cố gắng hết sức để cùng góp sức với công ty để qua cái mùa dịch này. Trong thời gian qua, rất nhiều lao động làm việc tại các nhà hàng khách sạn mất việc làm, cuộc sống rất khó khăn. May mắn hơn nhiều người khác, mỗi ngày ông Dương vẫn đến khách sạn làm việc. Tiền lương, tiền công được chi trả kịp thời, mặc dù doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trước đây tới giờ thì doanh nghiệp là thường thường là tăng giờ làm thì vẫn là hỗ trợ cho nhân viên và sức ăn thêm. Và những giờ đó mọi phụ cấp, thí dụ như một tiếng gì là bao nhiêu tiền thì doanh nghiệp cũng vẫn trả, chứ không phải là vì khó khăn mà doanh nghiệp không hỗ trợ cho nhân viên. Dịch COVID-19 đã gây tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Riêng tại Phú Quốc, hàng ngàn lao động làm việc trong ngành du lịch mất việc làm. Cùng với các ban ngành đoàn thể địa phương, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã đến thăm hỏi động viên và có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Có khó khăn mới thấy hết sự quan tâm của chính quyền địa phương, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân để cùng nhau vượt qua đại dịch.